cấp cho thị trường hoa 20 tháng 10 năm nay, đa số nguồn hàng nhập từ Đà Lạt, Hà Nội. Nhập về nhiều nhất là các loại hoa hồng, đặc biệt là hồng đỏ, tiếp đến là hoa ly và cẩm tú cầu. Bên cạnh các dòng hoa tươi truyền thống, một số vựa hoa còn bán thêm hoa nhuộm màu xanh, cam, tím bắt mắt. Thì cũng tùy là giống như bông mà nó đẹp ấy, thì nó có giá của ấy thôi. Thì bình thường thì nó cũng nhích hơn một chút xíu thôi, nhưng mà chợ thì như bữa nay là nó trời mưa, bán hơi chậm, nó không có giống như là mấy ngày trước. Các tiểu thương cho biết giá hoa hiện thời không dao động nhiều, thậm chí ở mức khá rẻ. Cụ thể, các loại hồng dao động từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng một bó 50 bông tùy loại. Cẩm tú cầu 100.000 đồng một bó, hoa ly chỉ 50.000 đồng đến 70.000 đồng một bó. Riêng hoa hướng dương, địa lan khan hàng nên giá có tăng khoảng 10% đến 20%. Thời điểm hiện tại, một số tuyến đường nội thành cũng đã xuất hiện nhiều điểm bán hoa quà tặng cho dịp 20 tháng 10.